Nữ nghiên cứu sinh Annie Lê đột ngột đã bị mất tích. Thi thể của cô được tìm thấy đúng vào ngày lễ, lẽ ra là hôn lễ của cô được cử hành. Không ai có thể ngờ là cuộc đời của cô gái tài năng xinh đẹp lại kết thúc đột ngột như vậy. Annie Lê sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là người Mỹ gốc Việt. Cô sinh vào ngày 3 tháng 7 năm 1985. Gia đình cô sống tại California. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã sống cùng với chú và dì thị trấn nhỏ Placerville, cũng thuộc tiểu bang California. Có thể nói là Annie Lê có một vẻ đẹp trời phú, đặc trưng cho người phụ nữ gốc Á Đông. Cô có một vóc người nhỏ bé, rất duyên dáng và xinh đẹp. Là con gái của một gia đình nhập cư và cuộc sống trên đất Mỹ cũng thực sự là khó khăn. Thế nhưng cô gái xinh đẹp này vẫn chứng tỏ được tài năng và nghị lực học tập của mình. Annie Lê luôn là người có kết quả học tập xuất sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực toán học và nghiên cứu các ngành khoa học khác. Bạn bè của cô rất nể phục trí thông minh và tài năng của cô. Họ gọi cô đó là Einstein thế hệ thứ hai. Annie đã tốt nghiệp phổ thông với thành tích thủ khoa. Về tính cách thì những người quen biết Annie đều nhận xét cô là một người rất hài hước, luôn là người gợi mở những trò đùa tếu táo. Có thể nói cả về mặt học thức lẫn nhân cách, Annie đều được cho là một cô gái trẻ đáng ngưỡng mộ. Thầy Tony DeVille, hiệu trưởng của trường Illinois nhận xét, em ấy là một học sinh có nhân cách, năng động, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Tất cả thầy cô ở đây đều có ấn tượng sâu sắc về Annie. Annie là một trong hai học sinh xuất sắc nhất của lớp 12, đã đạt điểm trung bình là 4,28/5 và là người sống có lý tưởng. Trong cuốn niên giám của nhà trường, Annie cho biết mục đích của cô là trở thành nhà nghiên cứu chuyên ngành tế bào sinh học. Nên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Annie đã sử dụng những kiến thức mà mình lĩnh hội được để giúp đỡ những người khác trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cô cũng là một tình nguyện viên tích cực của phòng thí nghiệm bệnh lý tại trung tâm y khoa Marshall thuộc thị trấn Placerville. Annie làm việc rất năng nổ và cô đã được bầu chọn là tình nguyện viên xuất sắc nhất ở trong năm. Với những nỗ lực trong học tập của mình, cô đã giành được rất nhiều học bổng và lời mời đi du học. Nhưng cô quyết định ở học tại trường đại học Rochester, trực thuộc thành phố New York. Cũng tại đây, Annie đã gặp Jonathan Walorski và là hai người yêu nhau. Annie đã đăng ký theo học khoa học y được nâng cao của trường đại học Yale. Trong khi đó, Walorski thì hướng tới việc tiếp tục theo đuổi vật lý học tại trường đại học Columbia. Hai người vẫn tiếp tục có quan hệ qua lại với nhau và chẳng bao lâu sau, Annie và anh chàng này đã tổ chức lễ đính hôn. Trong thời gian này, Annie vẫn tiếp tục con đường học vấn của mình và cô đang cố gắng phấn đấu để có được bằng tiến sĩ khoa học. Căn phòng thí nghiệm của trường giao lúc này cũng trong tình trạng đèn sáng vì cô thường xuyên làm việc quên thời gian mỗi khi bước vào phòng. Mặc dù thời gian nghiên cứu chiếm gần hết quỹ thời gian một ngày của Annie, nhưng cô vẫn thường xuyên quan tâm tới mọi người xung quanh mỗi khi rảnh rỗi, đặc biệt là quan tâm tới người bạn trai đã đính hôn với cô, Jonathan Walorski. Theo tờ Newsday, một đám cưới được chuẩn bị rất chu đáo. Và theo kế hoạch, cả hai đồng lòng cam kết làm từ thiện, một hành vi hiếm thấy ở những cặp vợ chồng sắp cưới. Trên trang web weddingchannel.com chuyên về cưới hỏi, cả hai đã đăng ký mua quà tại cửa hàng Macy để tặng quỹ tài trợ Tôi Mơ Một Giấc Mơ, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cộng đồng ở Mỹ. Annie và Widowski cũng chọn Idea Foundation, một tổ chức chuyên giúp đỡ các vợ chồng trẻ làm từ thiện. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 9 tại câu lạc bộ Northridge, thị trấn Sussex, thuộc thành phố New York. Nhưng thật là trớ trêu, đó cũng chính là ngày cảnh sát tìm thấy thi thể của cô giấu bên trong một bức tường phòng thí nghiệm sau khi được báo mất tích là 5 ngày. Một cô gái gốc Việt xinh đẹp đang gặt hái nhiều thành công trên đất Mỹ thì đã bị giết hại dã man. Cái chết của cô khiến cho dư luận xôn xao và bất bình.
Nhớ lại vào ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9, như thường lệ, Annie đã dậy từ rất sớm và đi đến phòng thí nghiệm để làm việc. Cô bắt đầu làm việc được một lúc thì chợt nhớ Ren phải đi tới tòa nhà bên cạnh để kiểm tra chú chuột sẽ được sử dụng làm thí nghiệm. Vì khoảng cách hai tòa nhà rất gần nên Annie để ví tiền và điện thoại di động tại văn phòng. Khi cô đi tới tòa nhà kế bên thì đồng hồ lúc đó chỉ 10 giờ sáng. Băng từ camera cho thấy Annie đã mặc một chiếc váy nâu và một chiếc áo sơ mi màu xanh. Nhưng có một điều kỳ lạ là hệ thống camera không ghi lại hình ảnh Annie rời khỏi tòa nhà này sau khi kiểm tra chú chuột xong. Cả ngày hôm đó Annie vắng mặt tại phòng làm việc. Chiếc ví và điện thoại vẫn ở đó. Những người đồng nghiệp của Annie không tin rằng là cô mất tích. Họ nghĩ là cô đi đâu đó. Thế nhưng đến 9 giờ tối vẫn không thấy cô quay trở về. Lúc này bạn bè cô bắt đầu lo lắng và tin vào một vụ mất tích. Họ bắt đầu gọi cho cảnh sát và tự chia nhau đi tìm cô. Bước đầu cơ quan điều tra cho rằng Annie chỉ ngại ngùng trước lễ kết hôn của mình nên đã trốn chạy hoặc là ẩn mình ở chỗ nào đó. Nhưng bạn bè và gia đình của cô thì thấy Annie rất là vui vẻ và đang hào hứng hướng tới lễ kết hôn vào tuần trăng mật ở Hy Lạp. Cảnh sát bắt đầu tới tòa nhà bên cạnh để điều tra. Họ không thể hiểu nổi bằng cách nào mà Annie đã ra khỏi tòa nhà mà hệ thống camera không thể phát hiện ra. Họ tiếp tục tìm kiếm khu vực bãi rác gần đó, nhưng rồi cũng không phát hiện ra điều gì. Những chú chó nghiệp vụ cũng không thể đánh hơi được vì không khí và những thứ lộn xộn trong phòng thí nghiệm. Lực lượng cảnh sát và cơ quan điều tra tiến hành làm rõ mối quan hệ giữa Annie và vị hôn phu Widowski. Họ cũng đã tìm hiểu thêm thông tin về người thầy giáo dạy cô. Vì theo một nguồn tin tại trường, người thầy này bỗng nhiên cho lớp nghỉ học vào đúng hôm Annie mất tích, nhưng khả năng này đã bị loại bỏ ngay sau đó. Công tác điều tra bắt đầu được mở rộng vào toàn bộ khu dân cư giao vì không có được những nghi can là người thân và quen biết với Annie. Cảnh sát quay sang với giả thiết là hung thủ là một kẻ lạ, đột nhập vào tầng hầm nơi cô làm thí nghiệm với những chú chuột. Sau vài ngày tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy vết máu dính trên bộ quần áo được giấu phía trên trần nhà. Đó không phải là bộ quần áo mà Annie đã mặc hôm mất tích. Với quyết tâm tìm ra những manh mối, cảnh sát huy động cả lực lượng tìm kiếm của vũ trang để lần theo từng nơi của tòa nhà. Đến ngày 13 tháng 9, một người Đức tên là Max báo với cảnh sát đã tìm thấy một thi thể gần đường ống dẫn nước dưới tầng hầm của phòng thí nghiệm và cho đó là xác của Annie Lê. Nhận được thông tin, cảnh sát tới hiện trường để xác minh thông tin này, đi theo đoàn thanh tra, đó là cơ quan pháp y của Connecticut. Sau khi giám định thi thể, thì các bác sĩ kết luận đây chính là xác của Annie Lê. Cô đã bị hung thủ bóp cổ cho đến chết. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao khi cảnh sát phát hiện ra là cô bị giết là thì tại sao Annie lại bị sát hại dã man như vậy? Nhiều người thì cho rằng vụ án mạng này là hậu quả của mâu thuẫn giữa những sinh viên ở trong trường và những người công nhân làm việc tại đây. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của Annie nói là người mà đáng chú ý hơn ai hết đó là Richmond Clark III, một nhân viên kỹ thuật làm việc tại chính phòng thí nghiệm của Annie. Theo lời đồng nghiệp của Clark, thì anh ta là người có tính khí thất thường, rất hay nóng giận, đồng thời cũng luôn tỏ ra hắc dịch trong phòng thí nghiệm. Phản ứng trước vụ việc Annie bị giết, hiệu trưởng của trường giao đã lên tiếng, không biết kẻ gian ác nào với cái đầu lạnh đã gây ra thảm kịch kinh hoàng này. Vậy là sau khi tưởng vụ biến mất của Annie đây chỉ là một sự trốn chạy khỏi đám cưới vì những ngại ngùng, thì sự thật được phát hiện ra lại hoàn toàn trái ngược. Cô đã bị kẻ thủ ác giết hại rồi giấu xác ở ngay dưới tầng hầm. Chợ đêm Phước Lộc Thọ là địa điểm sinh hoạt diễn ra hàng năm của người Việt ở hải ngoại. Đây có thể xem là một nét văn hóa độc đáo của người dân Little Sài Gòn. Với hơn 1,5 triệu người Việt đang sinh sống ở Mỹ, dễ hiểu vì sao là chợ Việt được hình thành sớm và khá nhiều ở xứ cờ hoa này. Từ một, hai chợ chuyên bày bán các món ăn kiểu Việt Nam thì nay đã có hàng trăm chợ Việt trải khắp đất Mỹ. Riêng quận Cam, bang California
đã có trên 20 chợ Việt lớn nhỏ mang những cái tên thuần Việt như là chợ Á Đông, chợ Hòa Bình, chợ Lớn, chợ Bến Thành, chợ Thuận Phát, v.v. bày bán rất nhiều mặt hàng mà người Việt Nam nói riêng, người châu Á nói chung ưa chuộng. Đặc biệt ở một số vùng như Nam Cali, Los Angeles, Orange County và San Diego, chợ Việt Nam thậm chí là còn lấn lướt cả chợ Mỹ. Nhiều bà con Việt Kiều còn bỏ ra khoản tiền lớn để mua lại các chợ Mỹ và biến nó thành chợ Việt, khiến các hệ thống chợ Mỹ như Von Rail dần dần phải di chuyển khỏi khu vực này do không thu hút được khách hàng. Có chợ được tạo thành một hệ thống như là Viễn Đông Supermarket, 99 Supermarket do người Việt gốc Hoa làm chủ. Có những chợ hoàn toàn do người Việt bỏ vốn và làm chủ, còn nhân viên trong chợ chủ yếu là người trong gia đình hoặc là người Việt Nam. Ở Mỹ, người Việt cũng tập thói quen như người bản xứ là đi chợ vào cuối tuần hay là trong tuần chỉ đi chợ một lần, chứ không đi chợ hàng ngày như ở Việt Nam. Vì vậy, cứ đến chiều thứ sáu và cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật, các chợ Việt rất là đông và tìm được chỗ đỗ xe quả làm vấn đề nan giải. Chợ Việt Nam ở Mỹ có đủ thứ từ thực phẩm, đồ gia dụng, nước uống cho đến vàng, bạc, nhang, đèn, hoa, cau trầu hoặc là chày cối, chổi, xà phòng, các loại rau tươi, hoa quả, thịt cá, các loại gia vị cho đến các món ăn làm sẵn, nghĩa là đầy đủ các mặt hàng giống như bất cứ chợ nào khác tại quê nhà. Rau tươi thường được các chủ trang trại người Việt trồng trong vùng cung cấp cho các chợ. Hầu như là không thiếu bất cứ loại rau tươi nào mà người Việt hay sử dụng hàng ngày. Từ rau salad, tần ô, rau muống, cải son, dền, cải nồi, giá đỗ, cà chua, dưa leo, chanh, ớt, tỏi cho đến các loại rau ăn kèm với phở, mì Quảng hay là món bún bò như là rau răm, rau thơm, diếp cá, bạc hà, bắp chuối, rau húng, rau muống, rau khế, khế chua, chuối xanh, v.v. Có nhiều các loại rau thơm, trong đó có rau mùi rất là phổng phao và trông đậm hương vị như các loại rau nhập từ trong nước. Hiện nay thì ngày càng có nhiều mặt hàng thực phẩm đóng góp được nhập thẳng từ Việt Nam sang và ghi rõ là Made in Việt Nam. Đặc biệt là mì gói, cháo, phở ăn liền, các gia vị để nấu các món phở, bún bò, hủ tiếu, cà phê Trung Nguyên, cà phê Vina, được bà con ta chú ý và trở nên quen thuộc với các gia đình người Việt ở Mỹ. Người đi chợ còn thấy sắn hay là ngô, còn gọi là bắp, Việt Nam đã được hấp hay là nấu sẵn, đóng bao bì nhập vào các chợ. Người mua chỉ cần mua về bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên và có thể tận hưởng được vị ngọt bùi của miếng sắn hay là độ mềm dẻo của hương vị bắp Việt. Ở một số chợ Việt Nam còn có cửa hàng bán phở hay là các món ăn khác để thực khách có thể ghé ăn sáng hay là ăn trưa. Và dịp cuối tuần, nếu có ai tạt ngang qua khu Bonser, quận Cam, ghé vào các ngôi chợ Việt Nam sẽ thấy rõ sự nhộn nhịp và thật sự cảm nhận được nếp sinh hoạt của người Việt trên đất Mỹ. Dạo phố Bonser, đi chợ Việt cũng là một cách để người Việt gặp nhau, nói tiếng Việt thoải mái mà không cảm thấy rằng mình đang sống ở một nước mà ngôn ngữ Việt không phải là ngôn ngữ chính. Bên cạnh những khu chợ chính thống còn có những khu chợ lề đường mà người Việt gọi là chợ xếp. Chợ xếp hầu như là chỉ có phiên vào sáng chủ nhật hàng tuần. Hầu hết hàng ở chợ đều là cây nhà lá vườn, đặc sản Việt Nam như là bầu, bí, mướp hương, mướp đắng, rau muống, rau lang, rau đay, v.v. Đến đây mọi người như là trở về với những chợ phiên vốn đang mai một tại Việt Nam. Những cái ghế đòn nhỏ, những chiếc nón lá, áo bà ba, tiếng kỳ kèo trả giá của người mua và người bán tại đây luôn đem lại cảm giác khó tả và gợi nhớ về một miền xa trong ký ức. Mua bán chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn khi đến với chợ xếp là được trò chuyện, tâm sự với nhau chuyện gia đình bằng tiếng Việt. Vì thế, chợ xếp của người Việt ở Mỹ không chỉ là điểm đến của người Việt tại Mỹ mà còn của người Việt bốn phương khi có dịp thăm xứ cờ hoa này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.